What? Thousand years later. No! 12 seconds later. Thì thực ra là lần đầu tiên thì Nghĩa trải nghiệm với cái công nghệ XR. Đây là một công nghệ mới, khá là mới đối với Nghĩa. Thì Nghĩa rất là vui là sáng hôm nay Nghĩa có cơ hội để trải nghiệm cái công nghệ XR này. Và thực sự là để mà diễn một cái buổi mà trình bày thuyết trình trong cái không gian XR thì thực sự là Nghĩa phải cố gắng nỗ lực hơn để hiểu về nó hơn, để giúp cho cái buổi shopping ngày hôm nay nó sẽ thành công. Và Nghĩa tin rằng là Nghĩa sẽ làm được cái điều đó. Và Nghĩa cảm ơn đội ngũ ekip đã cho Nghĩa cái cơ hội để trải nghiệm về cái công nghệ XR này. Thực sự là rất là khó đó, tại vì bình thường Nghĩa hay có những cái buổi hội thảo trao đổi với khách hàng thì Nghĩa diễn rất là tự nhiên, rất là thoải mái theo cái phong thái của Nghĩa. Nhưng mà khi Nghĩa vào trong cái hội trường này thì thực sự là Nghĩa phải formal hơn, phải chỉnh chu hơn để có một cái clip, để có một cái buổi nói chuyện trực tiếp với các quý khách hàng của công ty một cách rất là trịnh trọng hơn, cho nên Nghĩa phải cố gắng hơn nữa. Theo Nghĩa thì đây là một công nghệ XR, là công nghệ xu hướng trong cái thời buổi hiện nay cũng như là sắp tới. Tại vì chúng ta biết là công nghệ thì ngày càng phát triển và đòi hỏi chúng ta cần phải thay đổi nhiều hơn, và chúng ta sẽ có nhiều cái công nghệ hơn, đặc biệt là công nghệ XR, để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường hiện nay khi có nhiều thay đổi và nhiều thách thức hơn. We'll be right back.
Vậy là sự kiện hội nghị thường niên của công ty chúng tôi đã chính thức khép lại với những thông tin chia sẻ thiết thực đến quý khách hàng. Một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị đại lý thân thiết đã dành chút thời gian quý báu của mình đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong một chương trình gần nhất. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các anh chị ạ.